quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 15 tháng 2 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.